Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng để lộ hành động phạm pháp là vô tình hay cố ý. Ông Nguyễn Phú Trọng là người đang nỗ lực chống tham nhũng và ông đã bắt được những nhân vật cộng cán từ Ủy viên Bộ Chính trị cho đến Ủy viên Trung ương Đảng. Tuy là việc làm này có dụng ý nhưng thanh trừng phe nhóm để thâu tóm quyền lực, nhưng ông đã tạo tiếng vang và hình ảnh khá tốt trong đa số người dân tin tưởng. Nhờ thành tích đốt lò đó mà đến hôm nay, ông có sức mạnh tuyệt đối và nghiêm nhiên ở lại nhiệm kỳ thứ 3 và ông cũng không quên quảng bá về đạo đức của bản thân mình cho mọi người biết. Trong cuộc họp báo vào sau đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã mạnh miệng khoe rằng có người hối lộ xách vali tiền từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương toàn đô la. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng khoe thành tích trong sạch của ông trên báo chí. Theo báo Dân Trí thì ông Trọng đã nói như vậy trong lúc ông chủ trì cuộc họp báo về đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sáng ngày 1 tháng 2. Ông khẳng định điều đó như là một hành động quyết liệt chống tham nhũng. Việc chống tham nhũng là điều đúng. Tuy nhiên, khi một hành động hối lộ công khai bằng số tiền lớn thì hoặc là nhận hoặc là không. Nếu nhận thì cả người đưa và người nhận đều phạm tội. Người đưa phạm tội đưa hối lộ, còn người nhận phạm tội nhận hối lộ. Nếu không nhận thì xảy ra hai trường hợp như sau. Thứ nhất là nếu không nhận tiền thì phải truy tố người đưa hối lộ, đó là hành vi tố giác tội phạm. Vậy khi người nhận tố giác tội phạm thì được vô tội và người đưa hối lộ bị truy tố về tội này. Thứ nhì là không nhận tiền, nhưng để cho người đưa hối lộ thu tiền về mà không hề tố giác tội phạm. Đây là hành động mà cả người đưa và người nhận hối lộ đều phạm tội. Người đưa tất nhiên là phạm tội hối lộ, còn người nhận phạm tội không tố giác tội phạm. Trong trường hợp này, rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng đã phạm tội không tố giác tội phạm với những khung hình kèm theo. Và hành động khoe khoang của Nguyễn Phú Trọng là vô tình hay cố ý trưng ra trước toàn dân. Hành động khoe khoang tất nhiên là ông Trọng cố ý quảng bá cho hình ảnh của ông rồi. Ông muốn tự đề cao bản thân mình để lưu danh sử sách như ông Hồ Chí Minh đã làm. Và ông đang nỗ lực để có thể cầm quyền suốt đời như ông Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Phú Trọng là tiến sĩ xây dựng đảng nên không rành về luật pháp. Chính vì vậy mà trong lời khoe khoang của ông đã có sơ hở. Đó là ông khoe thành tích không nhận hối lộ, nhưng ông lại để lộ hành động không tố giác tội phạm của mình. Đây là sự bất cẩn. Nếu ông không khoe khoang thì ông đã không để lộ lỗi. Được biết, ông Nguyễn Phú Trọng phát động phong trào chống tham nhũng và tiêu cực bắt đầu từ năm 2013 khi ông giành được chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng từ tay đối thủ ông Nguyễn Tấn Dũng. Trong buổi họp báo, ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng từ năm 2013 tới bây giờ làm liên tục, báo chí nhắc đến nhiều quá rồi. Xử bao nhiêu vụ, bao nhiêu ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị đi tù, không tưởng tượng nổi bao nhiêu tỷ đô la. Tôi vẫn nói là làm không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm. Trước đây, thấy tôi yếu yếu mệt mệt, nhiều người đã nghĩ trùng xuống, sắp tới đại hội rồi, nhưng tôi đã nói, mai đại hội thì hôm nay tới lịch sử vẫn đưa ra xét xử. Vừa rồi, gần đại hội vẫn đưa ra xét xử cả ủy viên Bộ Chính trị, bí thư, chủ tịch thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, sát đại hội mấy ngày còn khởi tố. Làm không ngừng nghỉ, làm không phải để trị ai, thù oán ai, đây hoàn toàn là nhân văn, nhân đạo, như Bác Hồ đã nói. Cưa một cành số một để cứu cả cái cây. Xử vài người để răn đe, ngăn ngừa những người khác đừng vi phạm, chứ không phải xử cho nhiều, cho nặng mới là nghiêm. Ông Nguyễn Phú Trọng đã nói như vậy. Tuy nhiên, với thể chế độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam thì tham nhũng sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục phát biểu trong cuộc họp báo ở đại hội. Đây là câu chuyện hư cấu hay câu chuyện thật, câu hỏi cũng được đặt ra. Các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được ban tuyên giáo ca tụng để xây dựng hình ảnh thì điều đó không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, đó là những công việc của bộ phận tuyên giáo, họ có thể tự thêm hoặc nêu lên những điều không có để tô hồng cho lãnh tụ của mình. Tuy nhiên hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm ban bí thư Trung ương, trong đó có hoạt động của ban tuyên giáo. Ông thừa hiểu ông hoàn toàn có thể tự làm công tác tuyên giáo để tô hồng cho bản thân. Trong buổi họp báo ấy, ông đã khẳng định chưa bao giờ một khóa mà có tới mấy ủy viên Bộ Chính trị bị đi tù, cách chức, tịch thu lại rất nhiều tài sản. Điều đáng nói là ông Nguyễn Phú Trọng kể lại rất mạnh miệng rằng có người hối lộ, xách vali tiền đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương định biếu xén lấp liếm. Tôi nói cán bộ kiểm tra mở ra xem là cái gì, toàn tiền đô la, tôi bảo khóa lại, ký vào đây rồi xách vali đó đi về.
Hành động không cho bắt và truy tố người đưa hối lộ của ông Được chính miệng ông đưa ra ấy đã trở thành vấn đề để bàn tán xôn xao của những người bình luận chính trị. Đây là hành động che giấu tội phạm. Với người đứng đầu của Đảng, đứng đầu nhà nước mà hành xử như vậy thì liệu có còn mẫu mực được nữa hay không? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cũng rất khá giỏi về nghiệp vụ tuyên giáo tuyên truyền. Về thực hư câu chuyện này, có người cho rằng ông đã hư cấu. Có người cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng nói thật vì họ tin vào con đường người ông. Tuy nhiên, đây là câu chuyện thật hay hư cấu là một vấn đề không thể làm sáng tỏ. Bởi ngoài những gì ông Trọng nói ra, người ta không có cơ sở nào khác để khẳng định nó. Nhưng dù là hư cấu hay không hư cấu, thì ông Nguyễn Phú Trọng đều có lỗi trong vấn đề này. Nếu hư cấu, ông đã phạm lỗi nói dối trước toàn dân. Nếu là sự thật, thì ông phạm tội không tố giác tội phạm. Và vì sao lời nói của Nguyễn Phú Trọng đã tạo được lòng tin dễ dàng, dù câu chuyện bị nghi ngờ là hư cấu đến như vậy? Theo báo chí tường thuật lại, ông Nguyễn Phú Trọng đã trăn trở như sau. Đấu tranh chống tham nhũng phức tạp khó khăn như thế, không bản lĩnh, dũng khí, tình cảm chân chính chắc không làm được. Ai chả thích tiền, tôi đã từng nói danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, chết không mang tiền đi theo được. Tôi khẳng định đây là cuộc đấu tranh còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt. Vừa qua mới hạn chế nó, ngăn ngừa nó được một bước thôi. Còn tiền, còn chức, còn quyền, người ta không tu dưỡng được, thì còn xảy ra tham nhũng. Đây là cuộc đấu tranh gian nan lắm. Qua những tiết lộ này thì phải cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng là một người cho đến nay chưa có bằng chứng ông tham nhũng hoặc rất khéo léo. Vì tới nay ngoài những lời đồn thiếu căn cứ, thuyết phục thì người ta vẫn chưa tìm thấy một chứng cứ nào có thể ghi nhận được là ông nhận hối lộ hay tham nhũng tiền bạc gì cả. Mặc dù trên mạng có đồn ông Nguyễn Phú Trọng được tặng những bức tượng vàng hàng chục cân nhưng điều đó không được chứng minh. Chính vì thế mà lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng rất có trọng lượng. Chính vì vậy mà dù câu chuyện của ông nói ra có thật hay hư cấu cũng đều có sức thuyết phục với người dân. Có thể nói nghệ thuật tuyên giáo của ông Trọng là bậc thầy. Trong lời nói của ông, trước đó báo chí ông không quên ngoài chuyện nửa hư cấu nửa thật thì ông không quên nói thật một số vấn đề khác để người ta tin ông. Tại cuộc họp báo, ông Trọng khẳng định công tác tổ chức phục vụ của Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng lần này rất tốt. Ông nói rằng tôi dự nhiều đại hội, không đại hội nào tổ chức nơi ăn chỗ ở, tổ chức cho các đoàn chu đáo, cẩn thận, đảm bảo an toàn tuyệt đối như vậy, nhất là trong dịp dịch Covid xảy ra, chống tình trạng gặp gỡ nhau, ăn uống chè chén, vận động, xin phiếu bầu. Đây là hình ảnh trong lời nói nửa thật hư cấu, ông Nguyễn Phú Trọng có chen nhiều câu nói thật. Theo ông Nguyễn Phú Trọng, công tác nhân sự cứ lộ ra sắp tới ông nào làm gì, làm việc gì, mình có được bầu hay không, ông kia bao nhiêu phiếu hơn mình là rất nhạy cảm, phức tạp. Lần này bầu một lần là xong, cả chính thức và dự khuyết. Hôm qua dự khuyết họp cả ngày, nhưng họp có một buổi là xong. Bầu Ban Chấp hành Trung ương, bầu Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là rất nhanh, thống nhất cao. Tôi cảm nhận được không khí tin cậy lẫn nhau, hồ hởi, phấn khởi, mừng thấy đại hội thành công, đất nước phát triển, ông đã nói như thế. Và giấc mơ làm lãnh tụ không dễ như đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng muốn là nhân vật nổi bật nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam sau Hồ Chí Minh là điều có thể nhận ra. Việc ông tự xưng là anh cả cũng có ý nghĩa như vậy rồi. Ông Hồ Chí Minh đã tự đặt cho mình là cha già dân tộc, thì vị trí anh cả được xem như người có uy tín chỉ sau cha già mà thôi. Từ 10 năm nay, bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên truyền mạnh cho ông Nguyễn Phú Trọng và trong gần ấy thời gian, uy tín của ông cũng tăng lên rất nhiều nhờ bộ máy này của nhà nước. Ông đã xây dựng hình ảnh thành công thật, nhưng giấc mơ trở thành lãnh tụ trong thời đại Internet phổ cập thì thực sự là rất khó. Tuy có phần đông số người trong xã hội cũng thấy vẫn còn tin vào báo chí tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuy nhiên cũng có thành phần không nhỏ là đang luôn phân tích những lời nói, hành động và chính sách của ông Nguyễn Phú Trọng để phê phán, nêu lên những công tác tuyên giáo nên rất khó có để ban tuyên giáo lừa lọc người dân được nữa. Thời đại ông Hồ Chí Minh trước đây không giống thời nay nên công tác tuyên truyền lúc này không còn hiệu quả nữa nếu họ cứ nói dối mãi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng với ước mơ làm lãnh tụ khó thành. Để hoàn thành ước mơ làm lãnh tụ, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải làm thêm rất nhiều việc nữa. Trong đó, ông cần phải xử lý dứt điểm việc truy tố những nhân vật lớn mà xã hội chú ý như Nguyễn Tân Dũng, Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân. Đã 5 năm mà ông Nguyễn Phú Trọng không làm gì được nhân vật này, thì liệu 5 năm tiếp theo ông có thành công hay không? Rất khó vì những con người này đã trụ vững 5 năm rồi, thì việc họ trụ vững tiếp 5 năm nữa là điều rất khó có thể đặt ngược lại.
Và chừng nào khi chưa có bằng chứng chứng minh được trước tòa rằng họ có lỗi thì họ vẫn là vô tội. Rất có thể 5 năm tiếp theo của nhiệm kỳ thứ 3 của Nguyễn Phú Trọng sẽ không còn đạt đỉnh cao phong độ như nhiệm kỳ thứ 2. Rất khó để cho ông thành công giấc mộng lãnh tụ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 2 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng để lộ hành động phạm pháp là vô tình hay cố ý. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.